đi Tết là sát lắm rồi. Từ thời tiết là rất là giống Tết rồi, giống Tết xưa rồi. Có mưa phùn và lạnh, mưa phùn và lạnh đặc trưng miền Bắc. Nhưng không như mấy hôm trước, đào quất thì rất là rực rỡ nhưng mà thời tiết nó nóng thì mình nó không có nhiều cảm giác, cảm xúc nhiều. Thì bây giờ nó có chút lạnh lạnh và mưa, nó gợi lên cái đặc trưng của cái Tết miền Bắc. Vâng ạ. Đấy, thì bây giờ tôi đang đứng ở cái chỗ này là gần bến xe Mỹ Đình, đối diện bến xe Mỹ Đình ấy, Phạm Hùng ấy, Hà Nội các bác nhá. Thì cái khu vực này người ta đang giải tỏa để mở rộng đường Phạm Hùng ấy, để nối cái ngã tư từ Phạm Hùng ra đến cái chỗ gần bến xe Mỹ Đình ấy. Thì nhân tiện đây họ san lấp cái chỗ này để cho thuê mặt bằng bày đào quất Tết ấy. Thì tôi thấy chắc là cái bãi này là rộng nhất mà để bày bán hàng Tết ở Hà Nội rồi. Thế còn Lạc Long Quân thì nó rất là dài nhưng mà nó không có những cái bãi rộng như này. Ở đây thậm chí đào nó như là rừng, đủ các thể loại: cu đào, mai, quất, bưởi, chi mai, mai vàng, bưởi, rất là nhiều, chi hoa ở dưới kia nữa, rất nhiều các bác. Tôi không biết phải bắt đầu đi từ đâu nhưng mà tôi chọn cái chỗ này, nó có những gốc đào rất là to các bạn, và là đẹp hoành tráng. Thì tôi vào tôi quay một chút để có không khí các bác nhá, chứ hỏi giá nó không sát đâu. Mình đi mua thì mình ra mình hỏi, có thể thì em sẽ hỏi một số cái cây nhưng mà chủ yếu là tao đi quay lấy không khí Tết các bạn. Đấy, một cây, ví dụ như cái cây này nó cao tầm khoảng độ 3 mét, cái chậu nó chắc chiều dài nó khoảng độ 2 mét, chiều rộng chắc hơn 1 mét. Đấy các bạn, đấy phù hợp với cơ quan, với những cái biệt thự to cỡ lớn, rất là lớn. Những giống đào này thì người ta lấy gốc là đào rừng thôi, hoặc là đào quê người ta ghép vào. Các bác nhìn sẽ thấy những cái tay cành kia kìa, nó còn khá là nhỏ so với cái thân, mặc dù là răm thì rất là nhiều. Đấy, nở rất là rộ. Mưa này nó rất là nhanh bị rũ xuống, người ta phải thường xuyên người ta vặt đấy. Hoa cái cánh nó rụng như sắc pháo thế này này, đấy, như đốt pháo ngày xưa. Đào bích, toàn bộ là đào bích, chưa thấy cây đào phai này cả. Đào bích. Đấy, một cây rất là hoành tráng. Đây có một cây nữa. Đi này dạo dực lắm các bác, tôi vừa ở trên Tú Liên với lại Quảng Bá Tây Hồ về đến Lạc Long Quân. Tôi đi có việc chứ không có tiện quay. Về đây có cái bãi tôi lại quay ở đây. Chính ra mình đi lên trên đấy nó có cảm xúc hơn rất là nhiều các bác. Nó là dù gì nó là cái vùng đất truyền thống. Có thể bây giờ nó bão hòa thì cái kỹ thuật chăm thì có nhiều nơi nó cũng đạt được trình độ như vậy, nhưng mà nó là cái thương hiệu và cái cảm xúc riêng các bạn của người Hà Nội ấy. À, nó đặc trưng của cái Hà Nội rồi. Đây, những cây này rất là to, rất là khủng. Đấy, đấy là có một cái chậu nữa rất là khủng. Đại thụ luôn các bạn. Kỹ thuật chăm người ta rất là tốt. Thường đào rất là khó các bác nhé. Nó rất là tươi, rất là lâu, nhưng mà để chăm được nó thì rất là khó. Mà đưa cả cái chậu cây to lên chậu này thì cần kỹ thuật rất là cao. Đấy. Sắp đến 23 công tạo thì nhiều đấy. Nhiều người sẽ đi mua ở cái tầm này. Rất nhiều người đi mua ở tầm này. Thị trường đang rất là sôi động ở tầm này. Đấy, một cái cây này rất là đẹp. Cây này rất đẹp. Dáng thế rất là điệu đà, một cây dáng siêu và răm rất là dày. Răm rất là dày. Cây này đẹp. Răm rất là dày và sóng, sóng răm. Hoa đang nở đẹp, hoa đang nở độ rất là đẹp. Đấy. Tết thì có vẻ là nếu như đến Tết thì cây này nở hơi sớm. Nhưng mà dù sao nó vẫn còn rất là nhiều hoa. Khi mà ta nở, ta bật bỏ những cái
cái cuống hoa nó đã rụng rồi ấy, thì nó lại thành tươi vì nó rất là nhiều hoa các bạn, rất là nhiều nụ, sẽ nở một chút không sao. Đấy, những cây siêu rất là to. Bánh giò, bánh cúc đây. Tôi cho rằng cây này rất là hay, nó rất là hài hòa. Cây kia rất khủng nhưng mà cái tay cảnh nó chưa theo kịp được cái thân gốc của nó. Cây này thì rất là hài hòa. Cây này chơi rất đẹp. Đào rất là tươi các bạn, đào rất là tươi. Đào rất là tươi. Đấy, nhà vườn biệt thự đây có cái biển này. Ở đây đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cái gốc gọi là siêu khủng, được trồng như những cái chậu rất là to đây. Đây một cây nữa. Đấy, các bạn, đi hưởng cái không khí các bạn chứ. Như lạc giữa rừng đào, nhiều lắm các bác, bên kia nhiều vô kể, dọc đây nó hàng cây số mà bác là buôn bán như này. Đấy, những cây nhỏ thì rất là nhiều. Phía bên kia cũng toàn là những cây to, toàn bộ là đào bích, chủ yếu là đào bích. Lạc giữa cái rừng này các bạn thấy hơi nhiều cảm xúc không? À, và đây chụp ảnh rất sướng các bạn. Đây, cây này thì rất cao, có lẽ cây này cao nhất. Cao cỡ tầm gần 4 mét. Đấy, đứng rất xa mới phóng được. Đấy, một cái bãi đất rất là đẹp để kinh doanh, người ta giải cát ra đây để cho thuê mà, đi nó sạch chứ không thì đất sình lầy thì mệt lắm. Nếu mà nó có mưa, anh em bán cũng rất là vất vả. Mùa Tết thế, tất nhiên thu nhập thì cao nhưng mà nói chung là cũng có cái giá của nó các bạn, vất vả lắm. Đấy, công chở ra đây, công thuê bãi cũng không hề rẻ được. Tất nhiên đầu tư, kinh doanh mà. Đây, bên này công gốc rất là kịch, rất là khổ. Đấy các bác nhìn cái gốc nó này, nó như cây sạc cừ. Ồ, dã man rồi. Cây này một vài nhiều năm nữa thì rất là đẹp. Khi mà cái tay cảnh nó xứng với cái thân nó thì rất đẹp. Cây đào đại thụ, trực đại thụ. Ở bên này là quất, dọc xuống tận phía đằng kia là toàn là quất với bưởi. Ở đây bên này có một số những cái chậu quất rất to, quả rất là to, mỡ. Đây, quả này rất là mỡ này các bạn, rất là to. À, các bạn nhìn to. Các bác xem cho vui các bác nhé. Chứ còn tôi chẳng biết chủ là ai mà hỏi đâu, tôi cứ đi như thế này thôi. Còn giá thì các bác thực tế cũng không quan tâm nhiều đâu. Ra hỏi là nếu mà ra được thì rất là tốt. Tôi là mang tính chất đi chơi. Đấy, ví dụ chậu như thế này nó tầm 4 triệu đổ lại. Đấy, 4 triệu đổ lại. Đều là những cái chậu quất tuyển, quả rất là mập. Quả rất là mập các bạn. Này, quả rất là mập và còn đang rất là mỡ xanh. Nó chưa bị chín quá, cho nên chơi nó khá là bền.
chi mai. Chi mai, mai vàng thì khá là đắt các bạn. Mai vàng thì để mua một chậu đẹp thì cũng ngon nghe chục triệu. Bên này rất nhiều hoa. Đấy, ngày mai có phiên chợ Vạn Phúc nhưng mà tôi không biết là có cái gì không, có ra được không. Hiện tại là đang rất sôi động, ăn mùa đây. Đấy, bên kia là bưởi đấy. Bưởi. Đấy, các bạn.